Vâng, Đức xin chào tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay cũng là mùng 4 Tết rồi. Trước khi kể câu chuyện vui của ngày hôm nay, mình xin chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe. Năm mới làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Và đặc biệt nhất đó chính là đánh đầu thắng đó và chốt lìa đối với ngày đang kinh doanh. Và ngày hôm nay cái câu chuyện vui của mình như thế này. Đây cũng là một câu chuyện khá là vui. Và cái cách nhìn nhận một con người và cái vẻ bề ngoài của chúng ta rất là quan trọng. Cũng chính hình hài này ngay bữa mùng 4 Tết cho mọi người xem cái hình của mình mùng 4 Tết mình ăn mặc như thế nào ha. Đây. It's me. Mùng 4 Tết, it's me là mình mùng 4 Tết. Một cái áo thun, một cái vần jeans và một cái đôi dép. Một cái đôi dép kẹp. Từ xưa tới giờ thì những ai mà biết mình á, ít khi nào mà mình mang dài lắm mọi người. Hồi xưa thì đã đi học từ cấp 1 cho tới cấp 3 rồi là mình mang dài xuyên suốt luôn, cho nên thành thử ra bây giờ mình rất ít khi nào mà mang dài, chỉ trừ khi những cái đám tiệc quan trọng của những người bạn bè thân mời mình đi bưng mâm giùm thì mình mới diện cho mình một cái đôi dài thôi. Đâu phải mình không có đôi dài mọi người. Và ngày hôm nay có một câu chuyện vui như thế này. Đây. Sigurd. Chiếc Sigurd từ đó tới giờ mình chạy mình không có đổi một cái chiếc xe nào cả, vẫn là Sigurd. Thêm một điều đặc biệt nữa, những ai mà biết mình hồi học đại học trung cấp đồ sẽ biết được một chiếc mặt tên này. Và đây là một chiếc mặt tên gắn liền với cái tuổi thơ hồi học đại học trung cấp của mình. Đó, với một cái tấm bằng đại học danh giá luôn nha mọi người. Học bổng thì vẫn lãnh đều đều. Ở đây mình không có khoe nhiều nha. Học bổng thì vẫn lãnh đều đều, nhưng mà cái chiếc xe mặt tin này nó gắn liền với tuổi thơ của mình, nó rất là lâu. Và mình đi học, thậm chí mình đi học rất là trễ nha mọi người. Mình đi học đi thi gì cũng vậy, tuyệt đối không đi sớm, vừa vô tới trường là còn dư 5 phút thôi đó. Thành thử ra có nhiều lúc đi thi trễ đó mọi người. Và đó là một câu chuyện rất là bình thường. Và ở đây thì mình không có kể lại là lúc mình đi học đại học sao sao, bị bạn bè nó khi dễ sao sao, ai lợi dụng mình như thế nào, mình không kể nha mọi người. Ở đây, mùng 4 Tết, đây là một cái câu chuyện khá là vui dành cho những người trong mặt mặt hình dong, và đặc biệt nhất nữa là những người có cái tính hay khi dễ người khác. Gửi lời đến bạn luôn, cái bạn gì hồi giấc sáng đó mình xin giấu tên. Thì sáng bạn có nói với mình một câu như thế này: trong lúc mà nguyên một cái đám bạn ngồi chơi với nhau thì có một cái cô đó cũng quen ở trong cái đám bạn luôn. Và cái bàn của cái cô đó đó thì mình cũng chơi khá là thân, tại vì mình là cái dân chợ mọi người, mình là dân chợ. Bởi vì thành thử ra những ai mà kiếm mình á, vào buổi sáng á, mình không có đi gặp mấy bạn được, nhất là ngay cái thời điểm quan trọng nhất là từ 9 giờ cho tới 10 giờ rưỡi. Mọi người muốn kiếm mình á, là đi ra ngoài chợ kiếm, là mình sẽ ngồi ngay cái bàn đó, vẫn ngồi ngay cái bàn quen thuộc đó, mình không có đi đâu cả đó. Và cho nên mọi người mà kiếm mình ngay giờ đó thì mình sẽ không có đi được. Và bữa nay mùng 4 Tết không biết cái bạn bè không biết sao mà nó lâu ngày nó gặp lại mọi người, và nó có nói với mình một câu như thế này. Trong lúc mà bạn bè ngồi nói chuyện với cái cô đó, với đám bạn của cô đó luôn, và có một thằng, một con, nói chung là hai người, một nam một nữ, mới phán mình một câu như thế này. Mà câu này mình nghe mình rất là vui nha mọi người. Nói chung cái câu này mình nghe mình lấy làm động lực, chứ không phải là mình cảm thấy tủi thân mình đâu. Cái câu này là mình cảm thấy mình lấy làm động lực nha mọi người. Mày, mọi người nghe cho kỹ nha, mày chạy xe buýt, má nó nói thẳng luôn mọi người, sáng nó nói thẳng luôn là mình cũng dễ quê má. Mình không ngờ sáng mà nó phan cho mình một câu như vậy. Mày chạy xe buýt, mày còn chạy xe buýt không hiền. Con nhỏ kia thì nó khịa lên câu đó, nó đi học không chạy chiếc mặt tiên xe buýt đâu mày. Ôi, rồi giờ này mày mày làm lương tháng được nhiêu, vân vân và vân vân. Sau đó và nó kết thúc bằng một câu mình rất là vui vẻ và mình đi ra về chạy xe buýt, không có tư cách nói chuyện ở đây. Nhà nghèo
không có tư cách nói chuyện ở đây. Nói chung là đại khái như là nói thẳng là mình nghèo mọi người, nhà nghèo, chạy xe buýt, xài điện thoại vừa bắp, xài điện thoại Trung Quốc. Cái điện thoại mình đang quay cho mọi người xem á, à, thậm chí là cái điện thoại này mình quay cho mọi người xem những cái clip mà trên YouTube mình làm luôn, là bằng cái điện thoại Trung Quốc này nè, là bằng cái số tiền mà mình đã làm trong vòng 3 tháng, lương công ty 3 tháng, mình làm 3 tháng lương đầu tiên là mình mua cái điện thoại Trung Quốc mình đang quay cho mọi người xem. Là ngay cái dịp mà Tết Trung Thu. Còn chiếc xe này là mình cũng làm công ty trong vòng 6 tháng mình trả hết tiền chiếc xe này. Và chiếc xe này cũng không phải là xe mới mà mình mua nguyên con đâu. Xe này là của thằng anh mình. Anh mình chạy được gần 1 năm bán lại cho mình với cái giá là 13 triệu 500 ngàn cái chiếc xe này. Và mình mua trong vòng 6 tháng. 6 tháng là mình làm mua điện thoại, mua xe, là mình đã có điện thoại và có xe. À, nói chung là bạn bè thì lâu ngày gặp lại khịa thì vui thôi mọi người, vui vui vẻ thôi, vui vẻ mình chỉ biết ngồi cười thôi. Nói chung tại vì mình nghèo, chạy mặt tiên, đi xe buýt, xài điện thoại Trung Quốc, trên người thì chả có một tí vàng nào đeo, mang thì mang dép kẹp, không có được chiếc giày nữa. Nó rất là giản dị, nó rất là vui mọi người. Nghe xong câu đó nó rất, mình rất là vui. Và mình đứng dậy mình cười mỉm thôi, mình cười mỉm với bạn bè mình một cái thôi, và mình có khẽ vào tay của hai bạn đó, và mình nói một câu như thế này: trái đất vẫn tròn. Mình nói một câu mà trong lòng mình cảm thấy rất là vui mọi người. Trái đất vẫn tròn. Trái đất vẫn tròn nha mọi người. Mình chạy xe buýt, đi xe mặt tin, mang dép, xài điện thoại Trung Quốc, trên người không có một tí vàng nào cả. Nhưng hẹn gặp lại bạn vào một dịp không xa. Nguyên nhân của mình nói là câu đó. Mình chạy điện thoại, mình chạy mặt tin, đi xe Trung Quốc, điện thoại cùi bắp, trên người không có một tí vàng. Nhưng hẹn bạn vào một ngày không xa và tặng bạn thêm một câu là trái đất vẫn tròn. Có ngày chúng ta lại gặp nhau, và lại gặp nhau trên một cái tâm lý khác, tâm lý của người vay, tâm lý của người mượn. Quan hệ của chúng ta sẽ là quan hệ vay mượn. Biết đâu một ngày nào đó bạn sẽ gặp mình. Và cái trường hợp này mình đã gặp rồi, cái trường hợp này mình đã gặp rồi. Cho nên tiền ba mẹ bạn thì ba mẹ bạn cho bạn, và bạn cứ xài đi. Chừng nào bạn xài hết rồi thì bạn hãy kiếm cho mình. Chừng nào bạn rơi vào cái bước đường cùng rồi, bạn dai hết chỗ này tới chỗ kia chưa được rồi, biết đâu trái đất nó vẫn tròn. Có ngày chúng ta lại gặp nhau. Và sáng mình quên cho số điện thoại. Nhưng mà số điện thoại mình thì rất là dễ biết luôn mọi người. Rất có thể mình sẽ đúng với cái câu đó là trái đất vẫn tròn. Có ngày chúng ta lại gặp nhau. Vâng, và bây giờ thì không còn gì để chia sẻ nữa. Không khí của chúng ta sẽ vui trở lại và trả không gian cho các bạn đó. Mình xin phép được về trước. Mình xin phép được cứu trước. Và chỉ nhắc riêng cho hai bạn đó thôi. Tại vì trong cuộc nói chuyện bạn bè thì đã hiểu tí nhau quá rồi. Công việc của ai thì người đó làm. Nhưng hai bạn này thích cà khịa mình lắm. Cà khịa mình từ cái năm lớp 1 qua cấp 2 tới cấp 3 và tới giảng đường đại học luôn, hai bạn vẫn còn cà khịa. Và tự nhiên sau giảng đường đại học rồi chúng ta lại có duyên gặp nhau, các bạn vẫn cà khịa mình. Vậy thì mình tặng các bạn một câu là trái đất vẫn tròn. Và hôm nay là ngày mùng 4 Tết rồi, xin chúc cho mọi người có thật là nhiều sức khỏe, công ăn việc làm thật là ổn định, để chúng ta cùng nhau tạo ra tiền.
Và nên nhớ cái số hotline của mình luôn luôn phục vụ tất cả mọi người là 0909 840 707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các bạn. Và nên nhớ ngày 12 Tây này chúng ta sẽ gặp nhau. Và xin khuyên những người bạn hứa dai, hứa dài, hứa dãi, hứa dài hoài, thì xin hứa với các bạn, qua năm mới mình sẽ không còn nhân từ nữa. Đó là câu trả lời và một câu nói mình sẽ áp dụng trong vòng năm mới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip tiếp theo nha.